2024 là một năm rất khó khăn cho bà con nhà vườn làm sầu riêng. Sầu riêng sổ nhị gặp tình trạng nắng nóng và tình trạng nắng nóng kéo dài như thế này, nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài thế này thì sốc nhiệt rụng sinh lý hầu như là hàng loạt. Và hiện tại trong giai đoạn mà sau sổ nhị này thì bà con rất là phân vân, không biết là có nên tưới nước nhiều, tưới nước đều hay là vẫn giảm nước lượng nước tưới so với cái giai đoạn mà trước sổ nhị và giai đoạn sau rụng sinh lý. Thì bình thường thì bà con sẽ tưới cái lượng nước thấp hơn khoảng tầm 30% so với bình thường trong giai đoạn sổ nhị, đó là hàng năm. Tuy nhiên năm nay thì lương hướng cho bà con sẽ tưới cái lượng nước, sẽ tăng lên cái lượng nước, và đồng thời bà con thay vì bà con sẽ tưới khu vực ở trong tán thì bà con sẽ tưới ra phủ tán hơn 1 mét ở bên ngoài để giữ ẩm cho cái bộ rễ tơ bên ngoài, và đồng thời không bị tình trạng trái rễ khi vườn bà con mất độ ẩm và mất đi, thiếu đi cái hệ cỏ xanh để bảo vệ cái bộ rễ tơ ở bên ngoài tán. Bước thứ hai, nếu nhiệt độ trung bình 37-38 độ hàng ngày thì bà con dùng cái phương pháp thứ hai Lương thường hay áp dụng, rất là đơn giản. Bà con lấy nước sạch, bà con phun lên bộ tán, bộ bông, bộ trái mỗi ngày vào, nên là tùy công của bà con nha. Bà con có công thì nên phun mỗi ngày vào lúc 9 và 10 giờ sáng. Thì nhiệt độ khi vào buổi trưa nó sẽ mát và nó dịu đi, để chống tình trạng sốc nhiệt, đặc biệt là những vườn vừa sổ nhị xong vài ngày. Thì cái việc này rất là cần thiết, nó hơi tốn công nhưng bà con làm thì bà con sẽ thấy cái kết quả rất khác so với những vườn mà chỉ tưới nước. Việc thứ hai, bà con có thể kết hợp tưới một ngày 2 lần. Cái lượng nước tưới thì bà con sẽ giảm xuống tầm khoảng 10-15 phút, nhưng mà có thể tưới 2 lần vào buổi sáng và 4 giờ chiều. Thì tùy bà con tùy chỉnh, thì theo cái công cán của mình làm nó có phù hợp hay không. Để đây nếu mình được thì mình nên làm để cho cái vườn sầu riêng của mình tránh tình trạng sốc nhiệt trong giai đoạn này. Cái bước tiếp theo là bà con phun đậu trái. Sau khi mà sổ nhị thì bà con phun nước để rửa cho cái cây nó sạch, và đồng thời nó rất những cái cánh hoa nó dị hoa ở trên, nó còn đeo đậu ở trên cánh, ở trên cái chùm trái, chùm bông. Thì bà con phun canh xi bo, bà con có thể kết hợp canh xi bo đơn không đạm, bà con kết hợp với amino và những hoạt chất kẽm hoặc vi lượng để giúp cho cái trái nó xuông, nó xanh và nó trắng, nó chắc cú. Hạn chế phun những loại dưỡng có chứa đạm và dinh dưỡng thì nó sẽ không tốt trong giai đoạn nắng nóng như thế này. Sau 15-20 ngày trái thì bà con sẽ phun điệp sáp, phun cộng thêm thuốc rầy, thuốc điệp sáp để hàng chống điệp sáp, chống những loại rầy có thể khúc chích cái trái đâu. Bà con làm thế nào thì bà con có cách nào hay hơn thì bà con hãy chia sẻ với cùng với Lương, và hãy để lại comment ở phần bên dưới, phần bình luận bên dưới để mình cùng thảo luận về cái chủ đề nắng nóng sầu riêng sốc nhiệt thì mình phải làm thế nào để tối ưu hạn chế tình trạng rụng sinh lý sốc nhiệt hàng loạt. Nhớ follow kênh của Lương để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn bà con và hẹn gặp lại.